vợ mà tu rồi chồng không tu, rồi chồng tu vợ không tu, nó nghĩa là nó bị ngang trái nghịch cảnh như vậy. Rồi xin hỏi hai huynh cũng như là huynh Tư, mình nên tu như thế nào để vượt qua được cái khó khăn đó? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tạo có hỏi gì thêm không? Đệ tạo với bà con mình, với quý vị mình đó, có hỏi gì chú Tư thêm nữa không quý vị? Để chú Tư chia sẻ thêm ha. Có ai hỏi gì cứ hỏi quý vị, ở đây là mình tự do nha, đời trong đời tu mình cứ hỏi để rút mắt trong đời tu của mình, chú Tư sẽ giải đáp cho quý vị. Mày hỏi nè, ráo hỏi. Vậy là có đệ đó lên phải không? Rồi mời đệ lên, đệ hỏi gì đó thì chú Tư sẽ trình bày. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lui lên đứng cột lên mới không thấy cái đầu. Rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sẵn hôm nay có chú Tư, có Quynh Bót, có những người cao niên cao đồ ở của bên làng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì em cháu xin hỏi về khúc mắc của nhiều người đã comment trong kinh của anh em. Hỏi là như thế này, hỏi là vợ mà tu, rồi chồng không tu, rồi chồng tu, vợ không tu, nó nghĩa là nó bị ngang trái nghịch cảnh như vậy. Rồi xin hỏi hai huynh cũng như là huynh Tư, mình nên tu như thế nào để vượt qua được cái khó khăn đó? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi cậu thầy thấy con mắt cái gì? Cái thưa quý vị, đây là cái Phật thứ hai á quý vị. Phật thứ hai này là trao đổi về ghi vấn qua cái bản thân của gia đình. Ai cũng có cái bản thân ở gia đình. Ra cơ ở đây mà nếu mà người nào nói tôi độc thân á thì xin cho tôi lên đây quý vị. Nói nó cũng hơi kẹt lắm nghe. Nói kẹt lắm à. Bởi vì nếu chúng ta đó mình là người cư sĩ tại gia thì chúng ta có nhiều cái sự ngăn trái với nhau lắm. Điểm thứ nhất đó, người vợ thì tu và người chồng thì tối ngày say xỉn, thấy không? Tối ngày say xỉn. Rồi cái người vợ đó thì không tu còn người chồng đi tu. Như vậy thì cái này mình phải xử trí sao? Cái này đó thì phải muốn ổn định là phải làm sao? Thưa quý vị, cái giới điều kiện mà nào nói nhớ đến đây thì tôi nhớ là câu chuyện ở trong mà cái Facebook á, cái anh này đó ảnh cố gắng anh tu hành lắm nhưng mà người vợ không có tu. Quý vị, người vợ ăn mặn mà mỗi lần mà đi ăn rồi đó vài bữa cái bắt đầu gấp thịt bỏ vô, người chồng cũng bỏ ra, không? Rồi sống trong cái cảnh mà nó hơi khó. Nhưng mà với điều kiện anh cố gắng anh tu, gắn cố gắng anh tu hành. Một bữa nọ đó thì cái lúa thì hơi thì có một điểm bao giờ gì như trước thôi, chừng hai giả lúa à, không có nhiều. Còn cái khi mà chị này đó chỉ đi ra rồi, chỉ đi ở chợ đó, cái chị nói ông là ngồi niệm Phật thì niệm Phật nha, nhưng mà nhớ là đám lúa đó, cái ba lúa tôi phơi đó ông đem vô giùm tôi. Cái anh này anh mẹ mãi miết thì niệm Phật quyết liệt đi. Cái anh ơi, về tới nhà bà nà chị này phải về tới nhà rồi quý vị. Về tới nhà cái bắt đầu biết nói sao không? Về tới nhà cái bắt đầu nói trời ơi, niệm Phật vừa là niệm Phật quá cho sao tôi sống nổi. Thôi cũng gắng đi về đi ra vũ ba cái lúa vô, nhưng mới mưa gắt à. Bà vợ này cũng sợ đó, bà đem vô cứ gắt à. Cái bà tức quá thì tức đi. Cái bắt đầu bà lại chạy lại sao á, bà lấy cái đầm chùm lên đầu, đang ngồi niệm Phật chùm lên cái đầu. Cái bắt đầu ông chồng cũng ngồi niệm Phật điểm đu luôn. Cái bắt đầu là mưa gắt bắt đầu mưa lớn lên, cái đầu hết mưa cái xong cái nói sao nãy giờ tôi mà lấy cái đầm tôi úp đầu ông, tại sao không lấy cái đầm ra? Anh nói bắt đầu mới nói về nó con ngon lành gì cái gì, rồi người vợ ăn thương luôn hả? Nói chừng nào mà em hết giận anh á thì em dở cái nôm lên, chứ em úp cái nãy quá đau rồi. Như vậy nên từ chỗ đó đây đó, mình người phụ nữ thì lúc nào cũng giận hờn nhiều hơn người nam. Nhưng mà với điều kiện quý vị nên nhớ cái bổn phận
của mình là người nam và người nữ, nó có hai khác biệt khác nhau. Người vợ thường bảo thủ và người chồng hơn gọn gãi. Đây là một sự thật. Rồi bắt đầu người vợ nói thôi, ông tu kiểu này về, tôi thấy tôi bái phục ông luôn, thôi tôi ăn tương theo ông luôn. Như vậy là ăn mặn quay lại ăn tương luôn, thấy không? Còn cái câu thứ hai là cái người là vợ á thì chịu tu mà người chồng không tu. Cái này nó mới khó đó quý vị, khó đó. Cho nên á, cái mà cái người vợ chịu tu mà người này không chịu tu á, tôi mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa đó. Đức Phật cho viết cho một vị trưởng giả đó rất là giàu. Như vậy á, bà ông này đó, ông có tới ba bà vợ luôn quý vị à. Một ông, một bà vợ lớn, một bà vợ chơi kế kế và một bà vợ nhỏ. Như vậy ba bà vợ. Khi mà ông, khi mà Đức Phật Thích Ca đó, ông là kêu là ông Cụ Đàm Thế Tự. Khi mà đến đó, bà vợ lớn nó mới đến với cái tỉnh xá đó, đến cấp cô độc, kỳ viên cấp cô độc đó, thì Đức Phật thuyết về cái là thân số vô thường, con người sẽ vô thường, sẽ chết mà thôi. Thế cho nên ấy, ông về, ông chặn đường dọc ngang, chặn ngang về, quý vị mà nghĩ coi, tới vô cửa gạo, bà chặn ngang cái gọc, cái ông chặn ngang cái gọc, nó khoan, bà khoan hãy vô, bà vô tôi chết, tôi cho bà chết liền đó. Bây giờ tôi hỏi bà trả lời được đi, tôi mới nghe. Cái bắt đầu, bây giờ bắt đầu bà nói như thế này nè, bà nói ông cứ hỏi gì thì hỏi đi. Cái tôi hỏi ông nè, tôi hỏi bà nè, cái nhà này có phải là cái nhà tôi với bà cắt không? Cái này là trả lời sao quý vị? Phụ nữ trả lời sao? Ông nói, thì nhà tôi với ông cắt cho ai? Thấy không? Rồi cái phần thứ hai nữa là gì? Mấy đứa con mình sinh ra đó, có phải là của mình hay là của ai? Nói thì tôi với ông sinh ra, con thì con của mình chứ con của ai? Như vậy đó mà cụ Đàm ông nói là thân vô thường giả giả, thấy không? Giả tạo là nhà cửa giả, vợ con giả, anh em giả, tất cả gì đều giả. Cái bắt đầu quý vị ơi, trong thời gian dài dài đó, thì bà đời này bà cũng buồn lắm, nhưng mà bà không nói. Bà ở trong phòng đó, khi mà nhà Đức nhận được cái vô thường đó, cho nên bà ở trong phòng làm công chuyện gì, cái bà giờ vô phòng bà ngồi niệm Phật. Khi một nơi ngày nọ đó, ổng đau. Cái bắt đầu ổng đau đó thì mới hỏi. Cái bắt đầu kêu mấy đứa con, kêu cái mấy đứa con vô. Đây mấy đứa con trong ba người vợ đó quý vị biết không? 10 đứa con. Ba người vợ là 10 đứa con. Mà vợ Út kia chưa có con. Hai bà kia đó, mỗi người 5 người, 5 đứa con. Khi đó hỏi vô nói bây giờ á, cha mẹ nuôi cho con từ nhỏ đến lớn rồi, bây giờ cha không có bệnh gì hết, mà có bệnh quý vị mà là con á, thì chỉ cha chỉ mệt thôi à, con thở tiếp giùm cha đi. Quý vị biết đứa con nó trả lời sao không? Nó cha ơi, cha biểu con làm nặng nhọc gì con làm cũng được, nhưng mà biểu thở tiếp cha con thở không có được. Quý vị mình có ai mà con mình thở tiếp mình được không quý vị? Hết trên đây mình có ai con mình thở tiếp được không? Không có đâu phải không? Như vậy thì phần thứ hai đó, cái bắt đầu thôi mày hãy mới đi ra đi, mày không phải con tao. Đi ra mấy đứa con đi ra hết trơn. Cái bắt đầu nó kêu cái bà lớn kia. Bà thứ nhất đó, bà hiểu được lý vô thường đó. Thì bắt đầu cái bà hỏi, ông hỏi gì chứ, bà ơi, tôi hồi nào tới giờ đó tôi chưa biết về cái cuộc sống gia đình của mình. Thế cho nên đó, bây giờ tôi hỏi bà, khi tôi chết bà có theo tôi không? Thì bà vợ lớn mới nói, khi ông chết, và đồng vợ đồng chồng dầu ông chết, tôi sẽ tiễn biệt ông ra tới mộ. Phần thứ hai đó, ông nói như vậy thì con người giả tạo quá phải không bà? Rồi cái ba đầu ông hỏi cái người vợ thứ hai. Bắt đầu cái người này đó, cái bà vợ này đó mới có ba mấy tuổi à quý vị ơi, có ba mấy tuổi thôi. Như vậy đó bắt đầu bà vợ này mới nói, cái giờ bà vợ thứ hai đó kêu vô nó, thôi bây giờ tôi quá chân tôi mệt không à, tôi thở không có được, bây giờ bà thở tiếp cho tôi. Thì cái bà này mới nói, tôi ba mấy tuổi tôi còn chồng được à, còn kiếp chồng được à, bây giờ là ông kêu tôi thở tiếp thôi được, thở bây giờ đó ông thấy đâu đám ruộng ngoài là do tôi cày cấy không à, bây giờ ông chết đâu chết phúc cho rồi đi, tôi già về đám ruộng của tôi. Thấy không? Hết một hai bà mà bà kia mới nhận được, còn bà này mới chưa. Còn tới cái bà Út đó, cái bà vợ nhỏ đó, 25 tuổi. Về bà vợ nhỏ này đó, thương lắm mà. Đầu ấp tay gối xuống lắm mà, thương lắm mà. Nhưng mà khi mà nói bà ơi, bây giờ đó, tôi không có bệnh gì hết trơn, có bệnh mệt không bà.
thở tiếp thì tôi. Cái bắt đầu bà vợ đề mới nói, ông nghĩ sao vậy? Tôi sống ông là sống vì tiền đó, không có tiền tôi không có sống với ông đâu. Bây giờ đó, ông chết đâu chết phút cho rồi đi. Cái bắt đầu bà vợ nhỏ sao nhất đó, tiền bạc của cải gì đó, cái bà ôm tụm ta dọn nó tiêu. Thấy không? Là ba người vợ là hết rồi, phải không? Như vậy, thì khi mà ông ngộ được chân lý á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ông nói thân vô thường, số vô thường, con người vô thường, sanh già bệnh chết cũng là vô thường, của cải tài sản cũng là vô thường, tất cả đều vô thường. Tôi nhận biết được xác thân là vô thường, đúng rồi bà ơi. Bây giờ tôi nhờ bà lập cái bàn hướng án, lúc đó Thế Tôn còn ở Kỳ Sầu Quật. Như vậy thì lập cái bàn hướng án cho tôi, nguyện quy theo Phật, tôi sẽ hiểu được cái vô lý này. Thì lúc đó đó, khi mà bà lập cái bàn hướng án xong, bà vợ lớn lập cái bàn hướng án xong đó, thì là bắt đầu ông chỉ có nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con quy theo Phật, chút hơi thở cuối cùng. Như vậy đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, từ cái núi Kỳ Sào Quật đó bay cái phóng hào quang xuống rước ông về. Như vậy thì cuối cùng là gì? Ý câu chuyện Nguồn Ngôn ý nói là gì? Cái người mà chỉ tâm của mình được trong sáng giống như một người vợ chính thức, thì chắc chắn rằng cuộc đời sẽ hạnh phúc. Đồng thời như vậy đó, biết chí tu hành thì có ngày sẽ được giải thoát. Còn cái phần thứ hai là cái của gà cải ruộng vườn đất cát, ý muốn nói là danh lợi trong cuộc sống. Cái thứ ba là tài sản, là nói đến người vợ út vợ út đó, là tài sản, là món địa vị làm cho con người phải đau khổ suốt đời, cho nên nó ôm hận rồi cũng phải ra đi. Như vậy thì tóm lại, như vậy thì muốn được dứt được cái tấm lòng tham sân si, mình phải tu hành, nghe quý vị, hiểu được lý nhân quả của nhà Phật. Đồng thời chúng ta phải hiểu được cách bố thí, trì giới, nhẫn nhục để độ tham sân si. Nhưng mà mình phải biết cái tánh, biết cái pháp môn tịnh độ, để con đường giáo lý Đức Thầy dạy, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Hay là muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh, bỏ ta truyền dạy. Thì đại tài đến đây, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.